10 năm phong cách kinh doanh. Trước khi nói vài lời chia sẻ với các quý vị, thì tôi đang có cảm giác như là mình giống như là Nam Vương vừa được treo cái băng. Nào giờ mình làm giám khảo cho các cuộc thi thì khi được trao cái băng đoạt giải cho những người đoạt giải thì cái cảm xúc khác của bây giờ điều đáng ngại mà mình trao cái tấm kinh thấy đó sung sướng làm sao ấy. Thưa quý vị, thật sự là tôi cảm thấy rất là hạnh phúc. Nó không phải là một cái từ hạnh phúc mà người ta thường hay nói một cách xã giao, một cách trong những cái gì mà được sự nói với nhau. Bởi vì thưa quý vị, tôi chỉ có yêu áo dài, tôi chỉ thương áo dài, và chỉ với như thế trong suốt 30 năm qua, và từ đó tôi có được nhiều thứ. Có lẽ là vì khi mình yêu một cái khía cạnh về di sản văn hóa thì mình được ông bà tổ tiên anh linh đất nước phù đồ hay sao đó, cho nên mình mới nhận được nhiều cái thông tin vậy. Và tôi cũng đã được nhiều cái cơ hội, nhiều cái gì được cùng làm việc hoặc là chia sẻ những cái hoạt động của Nam Hương. Và ở đây thì phải nói ở một cái cảnh thân tình như là một người em gái Thu Hương, chúng tôi đã cùng hoạt động với nhau trong hoạt động về nghệ thuật, về thời trang, và trên hết là chúng tôi muốn mang cái đẹp đến cho mọi người. Và hôm nay trong cái vai trò mà tôi được giao thì tôi nghĩ rằng là sẽ ít nhiều góp phần tạo dựng thêm. Quý vị đã là một đã là những người doanh nhân rất là thành công, mang lại những cái giá trị lớn cho cộng đồng, cho xã hội. Nhiều khi những cái lo toan bận việc đó quý vị quên mình đi, mà chúng ta hay thường nói về cái chữ hy sinh. Thế nhưng mà nếu mà mình cứ hy sinh hoài thì mình sẽ một lúc nào đó mình sẽ bị thiệt hại nhiều thứ lắm. Và cái lớn nhất mà tôi nghĩ là bây giờ không phải chỉ là cái đẹp, lo âu và cả năng lượng cũng vậy, đó chính là cái hình ảnh của mình, cái ngoại hình của mình. Bởi vì rõ ràng cái hình ảnh bên ngoài là đã thể hiện cái nội lực ở bên trong. Và ngược lại, chúng ta thấy là không thể cứ nói là tốt nước sơ, tốt gỗ thôi, mà còn phải tốt nước sơ nữa. Và hình thức nội dung nó phải đi cùng với nhau. Và với một cái nhiệm vụ mà tôi nhận thấy là sắp tới, khi mà tất cả những cái sứ mệnh của anh chị, của những doanh nhân sẽ vươn ra với thế giới, thì hình ảnh của chúng ta cũng phải tương đồng. Và thưa quý vị, tôi nghĩ rằng là chúng ta đang nỗ lực rất là nhiều khía cạnh, nhưng mà so với khu vực và quốc tế chúng ta vẫn còn nhiều điều phải phấn đấu lắm. Nhưng thưa quý vị, có một cái giá trị mà chúng ta có thể bình đẳng đối thoại được với thế giới, đó chính là yếu tố văn hóa. Và ở cái cạnh đó, tôi xin hứa với quý vị, bằng cái kinh nghiệm của mình, bằng những cái hiểu biết nhất định của mình, sẽ cộng thêm cho quý vị và những doanh nhân tạo được thêm một cái hình ảnh nhân hiệu của mình đầy sức thuyết phục hơn, ở cái cạnh là tạo được một cái vẻ ngoài qua trang phục. Sắp tới kế hoạch nó sẽ được triển khai như thế nào thì chúng ta sẽ được phổ biến. Nhưng trong tối hôm nay, tất cả ai chúng ta cũng đều đẹp. Chúng ta, cái vẻ đẹp này nó thể hiện đó là một cái thành công của chúng ta trong công việc của mình. Và cái giá trị lớn nhất đó là mang lại cho cộng đồng giá trị lớn, mang lại một cái niềm tự hào chung cho doanh nhân Việt Nam. Kính chúc tất cả quý vị thật nhiều sức khỏe và sức khỏe. Ba lần sức khỏe các bạn, bởi vì nó chính là nền tảng của cái đẹp, nó là nền tảng của sự nghiệp, và tất cả những cái dự định, những hoài bão của mình, chúng ta nếu không trên nền tảng đó thì chắc khó có thể thành được. Xin cảm ơn quý vị.